Xin đi đòn chào anh chị và các bạn. Nhân chuyến hành hương vía bà Châu Đốc cùng gia đình, xin đi muốn quay lại một chút gì đó để nhớ, để thương, gửi anh chị và các bạn về Bắc Vàm Cống này. Và có thể nói đây là hình ảnh chuyến phà Vàm Cống cuối cùng trên dòng sông Hậu hiền hòa của miền Tây sông nước anh chị. Sau gần một thế kỷ đưa rước khách qua dòng sông Hậu, phà Vàm Cống chuẩn bị kết thúc sứ mệnh và nhường lại một cây cầu dây văn hiện đại. Những ngày này có mặt tại bến phà Vàm Cống trên dòng sông Hậu, nối giữa tỉnh Đồng Tháp và An Giang, Sunny cảm nhận một nỗi niềm buồn vui khó tả anh chị. Chuyến phà dường như nặng hơn thường ngày bởi chở đầy những tâm tư, nguyện vọng, những ký ức khó phai. Rồi đây sẽ không còn những chuyến phà qua sông bồng bềnh nữa, không còn nghe tiếng còi phà vang vọng trong đêm và những âm thanh quen thuộc nữa anh chị. Dự kiến tháng 6 năm 2019, cầu Vàm Cống sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Sẽ không còn thấy bóng dáng những chuyến phà qua lại trên sông. Rồi đây những hình ảnh của chuyến phà thời xa xưa có lẽ chỉ là động lại trong ký ức của mọi người, trong đó có Sunny và anh chị. Để lưu lại chút gì để nhớ, để thương, Sunny muốn mời anh chị và các bạn tiếp tục trải nghiệm chuyến phà Vàm Cống qua video clip này anh chị ha. Rồi chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Good morning anh chị. Hiện tại Sunny đang ở bến phà Vàm Cống anh chị. Đây là cái hướng về Long Xuyên. Hôm nay thì Sunny có đi Châu Đốc vía bà, thì sẵn tiện thì giờ kẹt xe, mới có 8 giờ thôi, kẹt xe dữ lắm. Bây giờ Sunny xuống xe đi bộ để quay lại cái cảnh phà Vàm Cống này gửi các anh chị. Rồi thôi mời anh chị đi nha. Cái hình ảnh này cũng rất là hay. Và cái phà Vàm Cống này không có gì thay đổi thì tháng 9 này nó sẽ thông cầu và cái phà này không còn nữa. Giống hồi xưa anh chị đi miền Tây thì có Bắc Mỹ Thuận nè, Bắc Cần Thơ. Bây giờ hai cái nơi đó thì có cầu dây văn rồi, chỉ có cái phà Vàm Cống này thôi. Vài tháng nữa thì cái phà này nó sẽ mất tích. Và đây là những cái video clip cập nhật anh chị bến phà Vàm Cống này để gửi anh chị. Rồi nếu mà đi Châu Đốc có những hình ảnh gì hay hay thì xin y sẽ cập nhật cho anh chị thêm. Giờ chúng ta cứ rảo bước thôi, đi bộ thì nó cũng thoải mái hơn, chứ ngồi trên xe thì nó cũng tàu túng, hàng xe kéo dài. Cái quang cảnh này thì nó cũng sẽ là kỷ niệm cho những năm về sau anh chị. Hai bên nhà này. Đó, chiếc xe màu xanh là xe gia đình mình đi đó. Sáng nay đi sớm lắm, khoảng 3 giờ sáng đi, từ xuất phát từ Sài Gòn. Nói đến điểm phà thì rất là hay chị ha. Ở đây là bán nước suối, đi tiểu, bán cạc điện thoại, giữ xe. Và nơi đây là nơi người ta bán hàng. Chắc em đi bộ á. Thì em cứ quay thoải mái. Dạ dạ. Về mình cắt bỏ. Dạ dạ rồi rồi rồi, ok. Giờ đó đi xe qua đây. À. Hạt dẻ. Này bằng cát á anh. À muối à. Cái phà này chừng nào thông cầu anh? Không biết. Không biết hả? Nói chứ cái phà này thông rồi cũng ảnh hưởng ha. Ảnh hưởng một số người buôn bán chứ. Đó. Hạt dẻ. Hạt dẻ. Cái đó là cát không?
muối. Muối hả? Muối. Ủa, muối mà à thì trắng mình rang với mấy vậy á. Nãy nhìn cứng cát. Rồi, cảm ơn anh nha. Đó. Hàng dài chuyến xe bến phà Vàm Cống bắt qua sông Hậu, dòng sông Hậu. Mình lại thích dùng từ Lady Hậu. Đói đi bộ thì để coi có mua vé không nha. Theo anh tài xế chở mình đi á, thì nói là đi bộ thì không cần mua vé, cứ thoải mái đi qua thôi. Đây là một số người bán ven cái đường vào phà đây. Hồi xưa Sinh Y cũng đã từng đi những cái phà Mỹ Thuận, Bắc Mỹ Thuận, Bắc Cần Thơ. Bây giờ thì đi Cần Thơ thì đi cái vèo là tới thôi. Hàng xe xếp thật dài. Rồi chúng ta lại tiếp tục nha, đi lên phà. Có thể là mình qua trước so với chuyến xe. Đây là cái chị bán bắp. Dạ cảm ơn. Quay xe bắp ra thấy đẹp sao quay phải không? Dạ thấy đẹp. Rồi tặng cho một cái bắp quay luôn đi. Dạ. Khuyến mãi cho một cái bắp. Dạ thôi để cô bán đi nha. Rồi chúc mua may bán đắt không? Dạ chúc mua may bán đắt. Dạ dạ. Thôi chào cô nha. Bye bye. Rất là dễ thương, người miền Tây đó dễ thương. Quay cái là tặng trái bắp liền. Rồi thôi chào cô nha, mua bay bán đắt. Dạ. Cô nói là thấy bắp đẹp không quay đi. Quay rồi xong rồi tặng trái bắp. Không lấy tiền nhưng mà thôi. Thôi con đi qua phà trước nha. Dạ. Đây giá vé là 5.000 xe gắn máy. Thì không biết đi bộ như thế nào, để mình coi coi. Ở đây có một cái toilet miễn phí, nhà toilet. Thì anh chị cũng biết khi mà chuyến phà đủ rồi đó thì ở ngoài người ta chặn lại. Đi bộ thì không có soát vé anh chị. Ở đây là cái phòng ngay chỗ chờ đợi đây. Nói chung chỉ còn vài tháng nữa thôi thì cái phà này nó sẽ không còn nữa. Đây là những cái thước phim tư liệu để gửi anh chị về bến phà Vàm Cống này. Và đây là một cái gì đó gợi nhớ cái kỷ niệm đối với anh chị khi mà anh chị sinh ra và lớn lên ở miền Tây. Rồi bây giờ mình sẽ đi theo cái cầu thang sắt này. Ra đây ngắm một tí sông nước rồi mình lên phà để đi qua bên kia.
À, cái ngõ này ngõ lên anh chị ơi. Không, bên kia có một cái chuyến phà nữa kìa, bắt đầu là xuất bến. Khi mà xe mình lúc đầu Sunny tưởng là cái này đi lên thôi, còn mé bên kia là đi đi qua hướng bên Long Xuyên, nhưng mà không phải, có một số xe họ đợi nè. Mình ra dòng sông mình quay, quay rồi anh chị hạnh phúc khi mà quay những cái cảnh này rồi anh chị. Mé bên tay trái anh chị á, xa xa thì chúng ta thấy cái cầu Dây Văn. Một lát mình lên phà thì mình thấy nó rõ ràng hơn. Và tháng 9 này nó sẽ thông cầu. Quay một vòng tròn luôn. À, miền Tây sông nước rất là hiền hòa anh chị ha. Cụ thể là thông qua cái chị bán bắp rất là dễ thương, quay một tí thôi tặng giá bắp để được quay. Đối với Sài Gòn á thì cuộc sống nó thực tế hơn, là nó không có cái chuyện đó diễn ra anh chị. Mỗi lần quay mà camera chĩa vào một nhân vật nào đó mình phải xin phép, không là bị chửi ngay lập tức. Mình nhìn lại những chuyến phà Việt Đan là chuyến phà này của Đan Mạch Tài Trợ anh chị, nên nó có chữ là Việt Đan, một bên là cờ Việt Nam, một bên cờ Đan Mạch. Rồi thôi mình lên phà nha anh chị. Qua trước xe luôn, đi bộ thì qua trước xe luôn. Hello, hello baby, em. Đó, xe lôi. Cái gì? Hả? Thôi, được rồi. Chiếc xe màu xanh là xe gia đình mình đó. Hôm nay đại gia đình đi với bà Châu Đốc luôn. Rồi rồi rồi. Rồi. Một chuyến phà kế bên là cặp bến. Rồi. Hạnh phúc quá. Quay ở cảnh này vài tháng nữa đâu còn để mà quay đâu. Có thể là anh chị xa quê hương đã lâu, vài tháng nữa ha, vài năm nữa anh chị về đây thì không có nhìn được chiếc phà này. Rồi, mình lên phía trên nha. Phía trên cái gì mình quay xuống cái phà ngày hôm nay nó như thế nào. Và xa xa anh chị thấy cái cầu đó, cái cầu trước mặt. Rồi mình sẽ đi hướng phía trước.
quen. Nè nè. Hello. Nè 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 nè. Nè hello lại nè. Hello. Đó. Dạ. Dạ. À, và cái hướng bên kia là cái hướng bên Long Xuyên anh chị. À, chợ Giỏ Cam. Coi chừng nha con. Rồi zoom in lại để anh chị thấy rõ hơn. Đúng là sông nước miền Tây. Cái cầu à, mình lên đây thì mình quay cái cầu cho anh chị à, chuẩn bị cái cầu này Hợp Long nè, nói đôi bờ à, năm ngoái thì hình như nó có một cái vết nứt nên chính vì nó không được thông cầu, thì như báo chí nói là tháng 9 năm nay là Hợp Long cái cầu này, cây cầu này. Vọng đây là một số hình ảnh để anh chị ôn lại kỷ niệm. Và Sunny cũng rất thích quay những cái cảnh sông nước như thế này. Và hình ảnh này thì anh chị cũng thấy người ta đang thẳng lưới nè. Và Sunny lấy cái khung của chiếc phà để giống như làm một cái màn hình TV để gửi anh chị. Cái hình ảnh rất là thân thương. Cái này mà thả lưới chìm rồi à, nó có những cái quả chì nó chìm xuống, nếu mà thả nổi thì không được anh chị, thả nổi phà ghe rồi qua là coi như là không được à, dòng sông dài với ánh sáng nó dài.
chuyến phà rời bến rồi. Thì đối với hành khách thì có, họ có lựa chọn là họ lên đây họ đứng trên bon nè, cũng rất là thú vị, mát mẻ. Ngồi dưới xe thì có mấy lạnh nhưng mà thôi, hít thở không khí trong lành thì điều này nó cũng là hay. Cái ghe đó mình đi mình cảm giác như nó đâm sầm vào chiếc phà của mình vậy đó. Thôi mình đi lên trên nha anh chị. Rất là vui anh chị đã cùng lang thang với Sunny để mình coi chuyến phà ở Bắc Dầm Cống. Hy vọng rằng đây là một số cái hình ảnh để cập nhật ôn lại kỷ niệm đối với các anh chị. Rồi thôi, hẹn gặp lại anh chị trong những chuyến lang thang tiếp theo của Sunny nha. Hẹn gặp lại. Và bên kia là bên Long Xuyên rồi. Hy vọng rằng đi Châu Đốc thì mình sẽ gửi một số cái hình ảnh là về lễ hội vía bà Châu Đốc gửi tới anh chị. Rồi bye bye anh chị nha. Chúng ta hẹn gặp nhau trong những clip review tiếp theo của Sunny. Rồi, hẹn gặp lại anh chị. Bye bye. Chị thấy không, cái phà mà gầm thấp á, khi mà xuống phà nó phải từ 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 chứ không là cà gập. Chạy chạy cho kịp chuyến xe.
bye bye. Có thể là chuyến sau mình đi, năm sau mình đi là vĩnh biệt cái phà vằm cống này rồi. Rồi, một lần nữa bye bye anh chị nha. Xe đang đợi.